cho hết thảy chúng sanh nghe được danh hiệu của ngài đều có được tính tâm kiên cố nơi bản nguyện siêu thắng và cõi cực lạc thanh tịnh trang nghiêm con nay quy y pháp môn tịnh độ tín nguyện trì danh cầu sanh cực lạc nguyện cho hết thảy chúng sanh đều được thọ trì tu tập phương tiện thành phật tối thắng này con nay quy y đức quan thế âm bồ tát đức đại thế chí bồ tát và thanh tịnh đại hại chúng bồ tát nguyện cho hết thảy chúng sanh đều phát bồ đề Tân, sanh về cực lạc nhập thanh tịnh chúng chóng thành phật đạo tịnh độ đại kinh giải diễn nghĩa chủ giảng lão pháp sư tình không chuyển ngữ hạnh dương biên tập bình minh thời gian ngày 12 tháng 7 năm 2010 địa điểm phật đà giáo dục hiệp hội hồng kông tập 77 mươi như vị pháp sư như vị đồng bác học xin mời ngồi xuống mời quý vị xem đại thừa vô lượng thọ kinh giải trang 82 mươi hàng thứ nhất Ta bắt đầu xem từ câu cuối cùng ở bên dưới Hữu khả dân Năng tu giả Tức thị tâm thị Phật chi Phật Sở tu giả Tức thị tâm tác Phật chi Phật Hai chữ Phật này có gì sai biệt chăng? Chúng ta đem hai chữ Phật này Giải thích rõ ràng trước Thị tâm thị Phật là tự tánh Tự tánh chính là Phật Phật chính là tự tánh nên từ trên tự tánh mà nói Thì trong kinh Hoa Nghiêm Đức Thế Tôn giảng nhiều nhất Nhất thiết chúng sanh bổn lai thị Phật Nhất thiết chúng sanh ở đây Không phải chỉ riêng chúng ta Mỗi người đều là Phật Không phân nam nữ già trẻ giàu nghèo sang hèn đều như nhau phật nói chúng sanh nghĩa gốc của hai chữ chúng sanh này hiện tượng chúng duyên hòa hợp mà sanh khởi gọi là chúng sanh động vật là chúng duyên hòa hợp khoáng vật cũng là chúng duyên hòa hợp bao gồm cả sơn hà đại địa, cây cỏ hoa lạ không có thứ gì không phải là Phật Đây gọi là thị tâm thị Phật Vì sao? Tất cả dạng Pháp trong toàn vũ trụ Là duy tâm sở hiện, Duy thức sở biến Tâm đã là Phật rồi Thì còn có cái gì không phải Phật Đây tức là bổn lai thị Phật Thị tâm thị Phật Chính là bổn lai thị Phật chi Phật tuy vốn là phật nhưng vì hiện tại chúng ta đang mê làm mất tự tánh lạc mất tự tánh nên gọi là chúng sanh gọi là phàm phu phàm phu và phật không có gì sai biệt chỉ là mê ngộ bất đồng phàm phu giác ngộ là phật chính là đạo lý này nên ở dưới Thị tâm tác Phật Là phàm phu hồi đầu Tôi bây giờ muốn làm Phật Nên đây là Thị tâm tác Phật chi Phật Đó là chúng ta bây giờ Ta bây giờ muốn làm Phật Có thật được thành Phật không? Thật Vấn đề là tâm niệm này Nó không thể lâu dài bây giờ đang nghe kinh Pháp thì tâm này không tệ tôi phát tâm làm phật nhưng ý niệm sau đó lại đọa lạc vào trong phàm phu vấn đề là ở đây nếu hiện tại tâm làm phật này dịch diễn bảo trì thì phật bây giờ và thị tâm thị phật ở trước là tương ưng hợp thành một như vậy chúng ta thật đã thành Phật Lời này không phải lời nói chơi Sự thật này hoàn toàn chính xác Nếu bạn hỏi tôi có thể thành Phật chăng Bạn không cần hỏi người khác Hãy hỏi chính bạn Có phải thật sự muốn thành Phật chăng Thật sự muốn thành Phật Thì làm gì có chuyện không thể thành Phật trong đại thừa đức phật thường nói tất cả pháp từ tâm tưởng sanh thật vậy tâm tưởng cái gì là hiện ra cái đó nếu chúng ta nghe hiểu lời này thật sự rõ ràng thật sự minh bạch chúng ta sẽ nghĩ như vậy ta sẽ từng niệm nhớ phật an di đà Mỗi niệm nhớ thế giới cực lạc Tưởng thế giới cực lạc Thì thế giới cực lạc sẽ hiện tiền Tưởng a di đà Phật Thì a di đà Phật với chính mình sẽ tương ứng Thật giống như Trung Phong Thiền Sư nói Tâm tôi tức a di đà Phật a di đà Phật tức là tâm tôi Tôi và a di đà Phật là một không phải hai trong tất cả chánh niệm đây là chánh niệm thứ nhất bạn muốn hỏi phải nghĩ bao lâu tôi mới có thể biến thành a di đà phật điều này trong kinh di đà nói vô cùng cụ thể nhược nhất nhật nhược nhị nhật nhược tam nhật cho đến nhược thất nhật xưa nay các vị tổ sư đại đức dạy bậc thượng căn lợi trí một ngày là thành tựu người căn cơ kém độ bảy ngày cũng có thể thành tựu còn nghĩ bảy ngày vẫn chưa thành tựu thì lời trong kinh nói có tính chẳng trong kinh nói là thật nhưng thất bảy có hai loại giải thích một là chữ số bảy ngày cái thứ hai là biểu pháp biểu pháp gì thất đại biểu viên mãn thất có nghĩa là gì đông tây nam bắc thượng hạ ở giữa gọi là thất cho nên viên mãn số liệu viên mãn này không nhất định Nhưng đây là nói theo cách thông thường Chúng ta nhìn trên sự tướng Từ giảng sanh truyện mà nhìn Từ tịnh độ thánh hiền lục mà nhìn Từ cổ chí kim Chuyên niệm A-di-đà Phật Họ niệm bao lâu Là có thể biết trước giờ chứ Tự tại giảng sanh Tuyệt đại đa số là 3 năm 3 năm này tức là 7 ngày thớt tượng trưng cho viên mạng nó viên mạng nếu ba năm chưa đủ thì năm năm khẳng định thành tựu thật vậy không phí quá nhiều thời gian vấn đề chính là duyên nhất phải duyên tâm phải nhất tâm thì thành phật không khó buông bỏ dạng duyên nhất tâm chuyên chú chúng tôi tin rằng mỗi người tuyệt đối không quá ba năm sẽ thành tựu được thế giới cực lạc thì thật sự thành tựu được nhưng thế gian này còn cần chúng ta Cần ta làm gì? Cần ta mang theo vài chúng sanh Đến thế giới cực lạc Giúp Phật A-di-đà tiếp dẫn chúng sanh Chúng ta với chúng sanh có duyên Chúng sanh tin tưởng Và chúng sanh đồng ý nghe chúng ta Như vậy là có duyên nếu chúng ta đã thành tựu Duyên niệm Phật giảng sanh thành tựu Còn không có duyên Người học Phật rất đông Mọi người không tin tưởng Không nghe ta khuyên cáo Lúc này ta có thể đi Công đức độ quá chúng sanh Được coi là viên mạng Là đạo lý này vậy cho nên thức là một chữ rất linh hoạt Chứ không phải là cứng nhắc Thị tâm tác Phật chi Phật Thân hiện tại này của chúng ta Tâm vọng tưởng bây giờ Thị tâm ở trước là chân tâm Tâm này là vọng tâm Tự Phật tha Phật Chỉ thị nhất Phật à. Ở đây nói tha Phật Là tự tăng Tự Phật là nói tự thân hiện tại của chúng ta Tự tha bất nhị Tuy đang mê Mê rồi thì thân tướng này Từ đâu đến Vẫn là do tự tánh hiện Ly khai tự tánh Không có pháp nào có thể đắc Chúng ta thường nghe Trong Đại Thừa Giáo nói Sanh Phật bất nhị Sanh là chúng sanh Tất cả chúng sanh Phật là tự tánh cũng chính là nói tánh tướng bất nhị Tự tánh là Phật của thị tâm thị Phật Bây giờ chúng ta hiện tướng này Tướng này là Phật của thị tâm tác Phật Nói như vậy mọi người sẽ dễ hiểu Tự tánh là năng hiện năng sanh Hiện tượng là sở hiện sở sanh Năng sở bất nhị Như vậy sẽ dễ hiểu Tự tha bất nhị Tự tha uyển nhiên Năng sở bất nhị Tu chứng bất vô Tu là gì là làm thật tu thật Thật sự buông bỏ dạng duyên Thật sự thành tâm niệm Phật Đây gọi là Tu Công phu tu phải đến nơi Công phu thành tựu là đã chứng đạt Nên có tu có chứng Tu chứng này là nói về cái gì? Nói đầy đủ trong bốn chữ Tính giải hành chứng Trong chữ tu đã bao quát ba điều Có thể tin, có thể hiểu, có thể hành trong chữ tu bao quát ba việc này Và đằng sau là có thể chứng Chứng là chứng quả Chúng ta đối với pháp môn tịnh độ Có thể tin, có thể nguyện Thật sự phát nguyện cầu sanh tịnh độ Làm thật Làm thật là nhất tâm chuyên niệm A-di-đà Phật Như vậy mới thật làm Đức Phật đến Tiếp dẫn giảng sanh thế giới cực lạc Tức là chứng quả Tịnh độ tông chứng quả là giảng sanh Tính giải hành chứng Nên Chúng ta phải siêng năng thực hành nó Trong Hoàng Nguyên Quảng nói Oai nghi hữu tắc Vì sao? Thực hiện nó chính là độ chúng sanh chúng ta không chiếu theo quy củ mà làm có thể tự độ không vấn đề gì nhưng không thể lợi tha đỉnh độ tông là đại thừa mà đại thừa không bỏ chúng sanh niệm niệm đều muốn giúp đỡ chúng sanh niệm niệm đều có tâm thành tựu cho chúng sanh chính là ý niệm này tất cả là gì giúp chúng sanh Giúp đỡ họ Nhưng có duyên hay không là vấn đề của chính họ Chúng ta ngày nay không có thần thông Nên không biết chúng sanh với Phật có duyên hay không Nhưng chúng ta có thể thành thật Quy củ, Đem tính giải hành chứng Mà mình tu chứng thể hiện cho họ thấy nếu có duyên họ sẽ tin tưởng Có thể được độ ngay đời này Còn nếu không có duyên Cũng là cơ hội để họ trồng chút ít thiện căn. Họ nhìn thấy hình tượng này của chúng ta Có câu Nhất lịch nhĩ căn Dính di đạo chủng Nhìn thấy là lịch nhãn căn Nghe thấy là lịch nhĩ căn Trong ai lại gia đều đã trồng chủng tử của Phật Đều là trồng thiện căn Tuy đời này họ đang mê hoặc Vẫn không tin tưởng Công đức thiện căn này không thể nghĩ bài Vì sao? Trong Kinh Phật nói Thiện căn này gọi là chủng tử kim can vĩnh viễn không hư hoại Họ tạo nghiệp thì thọ báo Họ tạo thiện nghiệp Thì tam thiện đạo thọ báo Họ tạo ác nghiệp thì tam ác đạo thọ bảo à, Lúc nào họ đối với quả báo trong lục đạo Cảm thấy chẳng nghĩ Ghét bỏ Thì chủng tử Phật Pháp trong A Lại Gia của họ sẽ hiện hành Sẽ khởi tác dụng chỉ cần chủng tử này khởi tác dụng chỉ cần họ nghĩ đến phật niệm đến phật phật sẽ hiện tiền đức phật từ bi đến cực điểm nên đời sau nhất định nhân này trong a lại gia rụng xuống chủng tử này họ sẽ được độ quý vị nói công đức này có nhiều không Pháp Thế gian Pháp Thế gian là nói lục đạo Tất cả công đức trong lục đạo Đều không so sánh được công đức thù thắng này Nên chúng ta hãy thể hiện một con người học Phật cho mọi người xem Sẽ tích công đức rất lớn Người xuất gia không được Như vậy sẽ phá giới Tạo tác chủng chủng ác nghiệp Họ mặc lên bộ y phục này Cạo trọc đầu Ra bên ngoài đi một vòng Quý vị biết Họ có thể để bao nhiêu người Trồng chủng tử Phật Vào trong A La Gia Thức Điều này người khác làm không được Nhưng người này đã thật sự tích cực Nhưng nếu anh ta tạo ác thì sao Tạo ác đương nhiên có ác báo Điều này khẳng định rồi Nhân quả của chính mình Thì nhất định phải tự mình gánh giá Mặc dù họ có đọa trong ác đạo Nhưng khi gặp thiện tri thức Họ sẽ hồi đầu rất nhanh Hình như trong Thái Thượng Cảm ứng Thiên Có một công án Nói về một người xuất gia Không giữ thanh quy Tạo sát đạo giam dòng nhưng sư huynh của ông ta tu hành rất nghiêm chỉnh đương nhiên anh ta không thể hòa hợp với sư huynh và nghĩ cách hại sư huynh có người đem tin này nói với sư huynh anh ta sư huynh anh ta liền bỏ trốn trong đêm trốn vào trong thâm sơn để tu hành ở trong núi không ra và tu hành rất tốt Người xuất gia tạo ác nghiệp này Qua vài năm thì chết Sau khi chết Đọa vào đường súc sanh Đọa vào đường súc sanh Biến thành một con hổ Đầu thai làm hổ Trước đây một cô gái phát sinh quan hệ với anh ta và một người đứng giữa Giúp họ liên lạc Cũng là một cô gái Hai người này cũng đều đọa lạc Một người đầu thai làm heo Một người đầu thai làm chó Và gặp được vị sư huynh trước đây Của người đọa làm hổ Sư huynh này tu rất tốt sư huynh tu không tệ và rất có đạo hạnh có một hôm nhìn thấy lão hổ muốn ăn con heo và con chó này sư huynh biết vừa nhìn đã rõ ràng lập tức ngăn ngừa gọi tên của nó anh vẫn còn tạo ác sao đời trước anh hại người đời này sao lại còn muốn giết họ khi con hổ này vừa nghe nó thật sự đã giật mình tỉnh lại Ngoan ngoãn không nhục nhịch Sư huynh của nó nói với nó Anh tự tạo nghiệp phải thọ quả báo Anh phải lo tu hành Niệm Phật cầu sanh tình đồ Lão hổ nghe lời Và từ ngày đó không ăn thịt mà ăn chay Sau khi ăn chay Hầu như đói gần chết Và nó thật đã giảng sanh còn con heo và con chó này cũng có linh tánh Cũng biết hối hận ăn năn Nên ở trong chùa theo đại chúng tu hành Chúng ta biết Thiện căn này không phải chỉ trong một đời mà phải nhiều kiếp trong quá khứ tu hành Nó mới có được thiện căn thâm hậu như thế Đó vào thai súc sanh Được người chỉ điểm nó liền giác ngộ Lập tức hồi đầu Nên nói thiện ác nhân quả có báo ứng Thiện căn thật sự thâm hậu Sẽ gặp được thiện tri thức Chư Phật Bồ Tát thị hiện thường đến chỉ điểm ta Chúng ta từ một vài cảm ứng qua sự tích này Cảm ứng này là thật Không phải do người bịa đặt à, Cũng không phải tùy tiện viết ra Thật có việc này Mới biết rằng Trong đạo Phật tích tụ công đức tu tập Là chân thật không hư Nếu ta có tiền hậu nhà Có thể nhìn thấy ba đời Quả khứ hiện tại vị lai thì tâm ta sẽ bình yên và chúng ta cũng phải biết dụng công như thế nào thật giác ngộ thật sự hồi đầu nên nhất định quyết tâm trong đời này tôi nhất định thành tựu thật sự có tính nguyện kiên định thì phật a di đà gia trì chúng ta Chư Phật Như Lai cũng gia trì chúng ta Nguyện này nhất định có thể viên mãn Quyết định không phải là nguyện không Nên tu chứng rất quan trọng Cần phải có sự tu chứng rõ ràng Để mọi người nhìn thấy Để người khác thấy Trái lại nếu tu tập không tốt Thì tạo tội nghiệp rất nặng Vô cùng nặng Còn nếu tốt Thì công đức vô lượng Siêu tình ly chiến Câu này trong Hoàng Nguyên Quang nói Tùy duyên diệu dùng Tình là gì? Tình là tình chất Kiến là sao? Kiến là tà kiến Chúng ta nói cụ thể hơn một chút Kiến là thành kiến Là kiến giải sai lầm Cũng chính là cách nhìn sai lầm Phải rời xa điều này Và vượt khỏi tình chấp Kiến này Trong Phật Pháp nói có năm loại kiến hoạt Còn tình thì sao? Tình là năm loại tư hoạt Tham, Sân, Si, Mạ, Nghi Đây là tình Đây thuộc về tình chấp Thân kiến, biên kiến, kiến thủ kiến, giới thủ kiến, tà kiến Đây là kiến Siêu tình ly kiến Tức là đoạn kiến tư phiền não Đoạn kiến tư phiền não Là tiểu thừa A-la-hán vượt qua A-la-hán gọi là đại thừa trong quan niệm giảng về chữ tình này chính là khởi tâm đồng niệm phân biệt chấp trước đây đều thuộc về tình kiến là thành kiến của chính mình Cách nhìn của mình hoàn toàn sai Tại sao Trong thanh tịnh tâm không có tình kiến Có tình kiến Thì thanh tịnh tâm không còn Có tình kiến Thì bình đẳng tâm không còn Có tình kiến Chính là mê không phải ngộ Siêu tình ly kiến Là giác mà không mê cách nói này của tôi khiến quý vị đối với ý nghĩa của bốn chữ càng rõ ràng hơn cưỡng danh di đại cưỡng là bất đắc dĩ nó không có tim những như lão tử nói danh khả danh phi thường danh danh là giả thiết chứ không phải thật gọi là đại thừa Dĩ thử di năng thừa sở thừa Cưỡng danh di đại Câu này là tổng kết Giải thích đại thừa Mấy câu cuối cùng là tổng kết Năng thừa giả đại Sở thừa giả giả đại Năng thừa là giáo huấn của Phật Là kinh đại thừa Đây xưng là đại thừa Sở thừa là những gì chúng ta học Chúng ta y theo kinh điển Đại Thừa tu học Nên chúng ta cũng là học Đại Thừa Cố kinh đề trung Dĩ Đại Thừa di dụ Dĩ minh toàn kinh yếu chỉ Nhưng trên thực tế Tự tánh vốn đầy đủ tánh bát nhã Chính là ý nghĩa của đề kinh Đại Thừa Đại Thừa Nói đến đây thôi Bên dưới nói tiếp Vô lượng thọ Vô lượng thọ Phạn ngữ Di A Di Đà Tức bổn kinh sợ Cực lạc thế giới giáo chủ chi thánh hiệu Nên Phật A Di Đà Cũng được xưng là vô lượng thọ Phật Thánh hiệu của giáo chủ À, di đà tam tự thị mật ngữ âm này là phản âm phản ngữ ngữ văn cổ ấn độ hàm vô biên mật nghĩa Nó hoàn toàn là tánh đức Chúng ta học qua Hoàng Nguyên Quán Mở đầu Hoàng Nguyên Quán Là giảng về nhất thể Hiển nhất thể Khởi nhị dụng Thị tam biến Đây là tánh đức nhưng mà Thể tướng dùng Dùng Danh tự như thế nào Để có thể bao hàm ý nghĩa này Chính là A-di-đà A-di-đà bao hàm tất cả Danh hiệu này có thể dịch A dịch sang chữ Hán là vô Vô trong hữu vô Di đà dịch sang tiếng Trung Ý nghĩa là lượng Nên A di đà là vô lượng Chúng ta nói ba điều trước của Hoàng Nguyên Quang Tự tánh thanh tịnh viên minh thể vô lượng từ nhất thể khởi nhị dụng nhị dụng là y báo và chánh báo cũng là vô lượng y báo vô lượng mọi người không có điều gì để nói vì sao biến pháp giới hư không giới là y báo của chúng ta vô lượng vô biên. Còn chánh báo thì sao? Chánh báo là tôi. Tôi cũng là vô lượng đúng vậy. Chúng ta bây giờ là đời trước của người này. Đời trước tái sanh. Có khi đầu thai ở trên trời, có khi đầu thai ở nhân gian, có khi đầu thai ở địa ngục. Kỳ thật Trong lục đạo Thì đạo nào mà chưa đi qua Không chỉ một lần Vô lượng Chính là linh hồn này của chúng ta Đi đầu thai Không những đầu thai ở trên địa cầu này Thế giới ta bà Mà còn thế giới của tha phương chư Phật Ở đâu mà ta chưa đầu thai qua Cho nên Y báo chánh báo vô lượng Hướng gì trong ba loại châu biển nói Bất luận là tinh thần Tinh thần là thọ tưởng hành thức Vật chất là nhục thể của chúng ta Đó là vật chất Tinh thần hoạt động Là dao động Vật chất hoạt động cũng là dao động Dao này mới nhất động ba loại châu biển, cái thứ nhất gọi là châu biển pháp giới, có phải là vô lượng chăng? vừa mới động tức là châu biển pháp giới sanh ra vô tận, sanh ra cái gì? thập pháp giới y chánh trang nhiên đều là từ dao động này sanh ra, hàm chứa không hữu tâm bao thái hư lượng châu xa giới pháp nhĩ như thị pháp ở đây chính là thể tướng dùng nó vốn là như vậy dùng ba chữ a di đà để gọi nó không quá đáng chút nào vừa tốt tức là a di đà là vô lượng thể tướng dụng toàn là vô lượng kim nhược dịch phản văn chi hoa ngữ a à, di đà là phản văn đem nó phiên dịch thành hoa ngữ hiển mật chỉ ư hiền thuyết tắc khả dịch thành vô biên đức hiệu vô lượng vô biên đức hiệu tự đánh vô lượng vô biên tự tánh khởi tác dụng vô lượng vô biên trong tác dụng bất luận là y báo hay chẳng báo thì ba loại châu biến của nó chính là ba loại hiện tượng vô lượng vô biên dùng danh hiệu này vô cùng thích hợp chim kinh phiên di vô lượng thọ thọ mạng chỉ là một loại một loại trong vô lượng nhưng một loại này là quan trọng nhất quý vị tự nghĩ xem nếu không có thọ mạng vô lượng vô biên này ai hưởng thụ nên trong tất cả đức hạnh thọ mạng là đệ nhất đức chúng ta có mạng phú quý có trí tuệ đức năng Nếu ta không có thọ mạng Thì không phải toàn bộ đã hết rồi sao Nên thọ mạng là đệ nhất vì thế trong kinh Di Đà Đức Thế Tôn giới thiệu cho chúng ta Ý nghĩa của vô lượng Ý nghĩa của A Di Đà Ngài nói cho chúng ta biết Vô lượng thọ, vô lượng quang Giới thiệu hai loại này ý nghĩa hai loại này thọ là thời gian quan là không gian dùng cách nói của chúng ta hiện nay là thời gian và không gian vô lượng vô biên trong thời và không gian nó bao hàm tất cả đều ở trong đó dùng ý nghĩa này để giải thích ý nghĩa a di đà Thủy thủ kỳ trung thủ yếu chi nghĩa Kinh trung vô lượng quang Vô biên quang Đẳng thập nhị thánh hiệu Đồng di A-di-đà chi đức hiệu Trong kinh văn Đức Phật giảng 12 loại quang Toàn là Hình dung A-di-đà Tán tháng A-di-đà Hán dịch là tập hợp năm loại sách hán dịch bổn tắc phiên di vô lượng thanh tịnh phật vô lượng giác vô lượng thanh tịnh bình đẳng giác giác và phật cùng một ý nghĩa nên dịch thành vô lượng giác ý nghĩa cũng là vô lượng phật Dĩ thượng đa chủng thánh hiệu Hàm giết vô lượng Đều nói đến vô lượng hợp tác Phật chi công đức Trí tuệ thần thông Đạo lực Y chánh trang nghiêm Thuyết khóa quá độ Nhất nhất vô lượng Có thể nói Phật A-di-đà là tổng danh hiệu của tất cả chư Phật Quý vị nói vị Phật nào không gọi là A-di-đà Phật Chỉ cần thành Phật tức là A-di-đà Nên Trung Phong Thiền Sư nói rất hay Ngã tâm tức thị A-di-đà Phật A-di-đà Phật tức thị ngã tâm Câu này quá tuyệt Vô lượng vô biên Pháp giới Trong Pháp giới vô lượng vô biên chư Phật Cho đến chư Phật quốc độ Từ đầu đến đều từ tự tánh biến hiện ra Hay nói cách khác là tướng phần của tự tánh Hiện tướng tự tánh Khi khai ngộ Ngài Huệ Năng nói với chúng ta khi không hiện tướng đâu ngờ tự tánh vốn tự đầy đủ đầy đủ trí tuệ đức tướng trong kinh hoa nghiêm đức phật dạy tất cả chúng sanh đều có trí tuệ đức tướng của như lai trong tự tánh chúng ta vốn có khi không hiện là thường tịch quan trong thường tịch quan không có bất cứ hiện tượng nào Hiện tượng vật chất Hiện tượng tinh thần Hiện tượng tự nhiên tất cả đều không có Nhưng ta không thể nói nó là không Trong đó nó có trí tuệ đức tướng viên mạng Lúc nó có duyên Duyên này chính là nhất niệm bậc giác Từ tự, tự tánh Biến hiện thành A-lại gia a lại già xuất hiện tam tệ tướng tam tế tướng này ngày nay giới khoa học nói là năng lượng tin tức vật chất tam tế tướng này triển khai là hồng quang vũ trụ hiện nay giới khoa học nói là lượng tử lực học trong hai loại này Tất cả dạng sự dạng vật đều bao hàm trong đó Chúng ta không có cách nào vượt qua hai phạm vi này Hồng quan là đại vũ trụ Di quan là tiểu vũ trụ Đại tiểu bất nhị Dưới đây nói cái dĩ thế tôn diệu đức vô lường cố đức hiệu diệt vô lường nhất nhất danh trung sở hàm chi đức diệt vô lường thị dĩ trì danh sở chiêu chi đức vô hữu lường đây là tiếp nhận được niệm phật tiếp rất hay Chứ gì Tổ sư Đại Đức xưa này khuyên chúng ta Niệm Kinh không như niệm chú Niệm chú không như niệm Phật Điều này đã nói ra rồi Vì sao? Niệm câu a di đà Phật này Sở chiêu chi đức Vô hữu lượng Niệm câu a di đà Phật này Chúng ta nên dùng tâm thanh tịnh để niệm Dùng tâm bình đẳng mà niệm Dùng tâm chân thành mà niệm thì câu em di đạp phật này công đức vô lượng vô biên vấn đề gì đều được giải quyết chúng ta ngày nay niệm phật nhưng tại sao không giải quyết được vấn đề tâm của chúng ta niệm chưa chân thành trong đó có hoài nghi có tạp niệm khiến công phu niệm phật đó bị phá hoại người ta niệm phật có một trăm phần trăm công đức còn ta niệm phật chỉ có hai ba phần công đức càng chân thành càng thanh tịnh càng bình đẳng thì công đức đó càng lớn đồng một câu phật hiệu vì sao chân thành thanh tịnh bình đẳng và chân tâm tương ứng một câu danh hiệu này là chân tâm Chúng ta vọng tâm Trong đó có hoài nghi Có tạp niệm Vọng tâm Vọng tâm khi niệm câu này Chân tâm Chân tâm cũng biến thành vọng tâm Quá trình là như vậy Cảnh tùy tâm chuyển Danh hiệu cũng là cảnh Cũng tùy tâm chuyển Nên xem chính chúng ta đã dùng tâm như thế nào Hiệu quả thù thắng Không thể nghĩ bàn Quý vị đã thật sự hiểu rõ Hôm nay chúng ta gặp được khó khăn như thế nào Tao ngộ ma nạn ra sao Một câu Ám Di Đà Phật là giải quyết được không chỉ tiêu tai miễn mạng chân tâm niệm phật cũng cảm động tà ma sau khi nghe được họ cũng được đồ tà ma cũng là người trong quá khứ họ cũng đã từng tu hành cũng đã từng niệm phật do phiền não tập khí nặng mà biến thành tà ma chỉ cần có người chỉ điểm họ Nhất niệm hồi đầu Họ chính là thiện tri thức Chuyển tà thành chánh Chuyển mê thành ngộ Người niệm Phật phải thường xuyên giữ tâm này Không nên có hy vọng Mà phải có tâm này Nếu có hy vọng thì sẽ có thất vọng Và dễ phát sanh phiền nào Không có hy vọng, diễn diễn không sanh ra phiền nào Chỉ xem ta lúc nào chuyển qua lại Chúng ta sẽ rất may mắn, rất quan thị Nếu chưa chuyển qua lại Quý vị cũng biết là do tập khí nghiệp trưởng quá nặng Lực quá độ của chúng ta đối với họ còn chưa đủ nên chưa thể giúp họ chuyển đổi Từ từ không nên dội Không nên khởi tâm động niệm Tất cả thuận theo tự nhiên Đây gọi là diệu dùng Chúng ta xem đoạn tiếp Chim kinh đề trung Thủ tiêu vô lượng thọ giả Dĩ thử tam tự Thống nhiếp nhất, nhất kinh sở thuyết cái vô lượng thọ thị pháp thân thường trú chi thể Thọ thị như như trí chi thể Quang thị như như trí chi tướng Cố kinh đề tiêu thọ giả Quang đức tức nhiếp ư trùng Thọ thị như như trí chi thể Là căn bản trí Quan thị như như trí chi tướng Là căn bản trí khởi tác dụng Khởi tác dụng gọi là hậu đắc trí Trong kinh bát nhã Đức Phật nói bác nhã vô tri, vô tri là nói căn bản trí. Vô tri là gì? Là thanh tịnh bình đẳng giác, là tự tánh. Khi không khởi tác dụng, nó là thanh tịnh bình đẳng giác. Giác này là sống, nó không phải không có cảm giác, nó không phải chết khi nó khởi tác dụng thì không gì không biết không gì không thể không gì không biết là trí khởi tác dụng không gì không thể là đức khởi tác dụng bên dưới còn có một cái là tướng khởi tác dụng Tướng khởi tác dụng là gì? Trong đề kinh nói Trang nghiêm Trang nghiêm là tướng hảo Tướng hảo Người thế gian như chúng ta hiện nay gọi là gì? Là hạnh phúc mỹ mãn viên mãn đây là tướng vô lượng thọ tướng trang nghiêm thanh tịnh viên mãn này Với danh văn lợi dưỡng Mà thế gian thường nói Địa vị cao Của cải lớn Chứ điều này không liên quan Vậy từ chỗ nào hiện ra hạnh phúc viên mãn Họ vui vẻ vô cùng Cũng chính là loại Trong sinh hoạt họ không có đau khổ ly khổ đắc lạc quý vị xem ngày nay làm quan lớn làm tổng thống làm quốc dương họ có vui vẻ không phát tài lớn họ có vui không không vui vì họ vẫn còn phiền não vẫn còn không như ý có câu Bất như ý sự thường bác cửu Họ cũng không ngoại lệ Chúng ta đã thấy rõ ràng Minh bạch Mới biết rằng Cái gì là hạnh phúc chân thật mỹ mãn Luận ngữ ở trước có một câu là hạnh phúc mỹ mãn Học nhi thời tập chi bất diệt duyệt hồ à, Duyệt ở đây là gì? Là vui sướng từ trong nội tâm phát xuất ra Chứ không phải bên ngoài tác động vào Đây là thật Bên ngoài tác động vào trong Phật Pháp gọi là lạc Lạc của khoái lạc Không gọi là hỷ Trong Phật Pháp hỷ và lạc có phân biệt Hỷ là gì? Là của nội tâm Trong nội tâm phát sinh ra ngoài Đây là hỷ Gọi là hỷ duyệt Là thật sự vui vẻ Ngũ dục lục trần bên ngoài là tác động Chữ lạc này trước đây tôi giảng kinh Thường áp dụng cho những người nghiện ngập hút chích Để hình dung Lạc ở đây hình như chỉ lạc một lúc nào đó Còn sau đó hậu di chứng rất phiền phức Nó không phải là thật, chỉ là tác động thấy là thật sự phải từ nội tâm phát ra nhà Phật nói pháp Hỷ sung mạng thường sanh tâm quan hỷ đây là hạnh phúc chân thật vui vẻ thật sự không bị hoàn cảnh bên ngoài ảnh hưởng lúc Đức Phật còn tại thế đã biểu diễn cho chúng ta thấy ngày thể hiện là một khổ hạnh tăng ngày ăn một bữa đêm nghỉ dưới gốc cây à, tất cả tài hạ hạ. sản là ba y một bát ba tấm y và một bình bát là, là, là tài sản của ngài toàn bộ chỉ bao nhiêu đó trong cách nhìn chúng ta thì khổ không nói hết ngày tháng như vậy làm sao mà sống nhưng ngài lại vô cùng hạnh phúc vui vẻ điều này từ chỗ nào hiển thị ra từ việc giáo hóa của ngài Giảng kinh giao quả Quý vị thấy Ngài vui vẻ biết bao Tinh thần tốt biết bao Học không chán Dạy không mệt Trong kinh điển Chúng ta chưa từng nghe nói Đức Thế Tôn ủy oải mệt nhọc Chưa từng thấy qua Giảng kinh giáo hóa Còn làm tấm gương cho người khác Minh họa cho người khác xem Không bao giờ mệt nhọc ghét bỏ Vô cùng vui vẻ Như vậy mới thật sự gọi là Hạnh phúc mỹ mãn của nhân sinh Trước đây Thầy Phương Đông Mỹ nói với tôi Học Phật là hưởng thụ cao nhất của đời người Nhìn từ đâu? Nhìn từ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Chúng ta nhìn thấy hưởng thụ cao nhất Mọi người nói đây là hưởng thụ trên mặt tinh thần Nhưng trên mặt vật chất thì rất nghèo nàn Nói như vậy là sai Là hoàn toàn không hiểu rõ vật chất là gì Cảnh tùy tâm chuyển Đó là đại tự tại Chúng ta không được là do ta mê Mê muội tự tánh là sao Là tâm tùy cảnh chuyển Khổ không nói hết Vì ta bị hoàn cảnh bên ngoài quản lý Thao túng Còn là khó trắng Có người thật sự có thể chuyển cảnh giới Thì la sẽ hiện tiền Thật chuyển cảnh giới Thì bên ngoài là cảnh giới gì? Bên ngoài là thế giới cực lạ Nên lời của Trung Phong Thiền Sư là thật không phải giả Thử phương tức định độ Định độ tức thử phương Tại sao? Vì cảnh giới của họ đã theo tâm chuyện Học Phật không phải là học gì khác Mà chính là học tài năng này Người mê muội tự tánh Là đang tạo ác nghiệp Cuộc sống của họ là thế giới ta bà cực khổ hiện tại này Người thật sự học Phật Người thật sự niệm Phật Cảnh giới vừa chuyển Thì đĩa câu hiện nay sẽ ra sao Là thế giới cực lạc Chúng ta nhìn thấy đông đạo chúng sanh Mỗi người đều là Phật Như thiện tài đồng tử 53 lần bái phẩm tham học vậy Nhìn thấy xã hội này Nam nữ già trẻ các ngành các nghề Toàn là thiện tri thức thị hiện Giống như đang trên vũ đài biểu diễn vậy Còn mình ở dưới xem kịch Biểu diễn có chánh diện Cũng có phản diện Đều diễn rất tốt đem tánh tướng lý sự nhân quả trong vũ trụ từ sáng đến tối đầu năm đến cuối năm không có kết thúc biểu diễn chúng ta sống trên địa cầu này như ở trong nhà khác để xem kịch vậy quý vị xem tự tại biết bao nhiêu Những điều tôi nói đều là thật, không phải giả. Cho nên phải học, học chữ Phật Bồ Tát, chuyển cảnh giới, nhưng không gì cảnh giới chuyển Hự chân giải dân, cực là tịnh độ tam chủng trang nghiêm. Ba loại nào, trong đó. Nó có chú giải Phật trang nghiêm Bồ Tát trang nghiêm Quốc độ trang nghiêm Nhất thiết quy thọ mạng Nếu không có thọ mạng Thì tam chủng trang nghiêm này toàn là uổng phí Tam chủng trang nghiêm này Tôi giải thích giảng lược Quý vị sẽ hiểu rõ Phật là thầy giáo Phật trang nghiêm Thầy giáo tốt Tốt đến mức độ nào không thể hình dung Tuyệt đối không phải ngôn từ có thể nói được Có thể hình dung Trang nghiêm là thầy giáo tốt Thứ hai là bạn học tốt Bồ Tát là bạn học Chúng ta sanh đến thế giới cực lạc Mặc dù là cõi phàm thánh đồng cư Hạ hạ phẩm giảng sanh Chúng ta cũng là Bồ Tát Mà không phải là phổ thông Bồ Tát Ta là Bồ Tát như thế nào? Trong kinh nói rất rõ ràng Chính Phật a di đà tự nói Chúng ta là A-duy diệt trí Bồ Tát Như thế thì hỏng mất Tôi mang nghiệp đi giảng sanh Nhất phẩm tiền não còn chưa đoạn Thậm chí rất nhiều người Chính chúng ta tự thân nhìn thấy Cả đời không học Phật Không biết có Phật Pháp Đến khi sắp chết Bị bệnh ung thư Vô cùng thống khổ Lúc này gặp được người có duyên Người niệm Phật Khuyên họ Bỏ trị liệu Không cần trị liệu nữa Trị liệu rất cực khổ Giống như sống để chịu khổ vậy Mà nhất tâm niệm Phật Cầu sanh thế giới cực lạc Đem chỗ tốt của thế giới cực lạc Đơn giản nói cho họ biết Họ lập tức tin tưởng Và khuyên người nhà của họ Buông bỏ tất cả Giúp họ Niệm Phật cầu sanh tịnh độ Người nhà cũng rất nghe lời Rất phối hợp Cùng <laughs> nhau giúp anh ta trợ niệm Niệm hai ba ngày anh ta giảng sanh Thật sự đã đi Người như vậy khi sanh đến thế giới cực lạc Ở địa vị nào Tôi nói với quý vị Anh ta ở cõi phàm thánh đồng cư Hạ phẩm hạ sanh Khi đến đó Vẫn là A Duy Việt Trí Bồ Tát Bổ nguyện oai thần của Phật A Di Đà gia trì anh ta. À, A duy -vi diệt trí là duyên chứng tam bất thoái. Một số người như chúng ta mà nói, quả vị bất thoái là A La Hán. Đến A La Hán mới chứng được quả vị bất thoái. Hành bất thoái là Bồ Tát. Niệm bất thoái Lập Pháp Thân Đại Sĩ Chúng ta thường gọi là Phật Đó chính là Phật Vì sao? Họ đã chứng được vô thượng chánh đặng chánh giác A à nậu đa la tam miệu tam bồ đề Họ đã chứng được A à duy diệt trị mới chứng được Trong kinh hoa nghiêm là sơ trú trở lên Vừa qua thập pháp giới Quý vị xem Thế giới Tây Phương cực lạc là, là nhờ oai thần bổ nguyện Của Phật a di đà gia trì Sanh đến đó Mỗi người đều là a duy diệt trí Bồ Tát Không có ngoại lệ Lợi ích tốt như vậy Trong mười phương quốc độ của chư Phật Không có Biến pháp giới hư không giới chỉ có thế giới cực lạc này có Ngoài ra đều không có Đời này chúng ta có thể gặp được Ta chịu dễ dàng bỏ qua chăng Như vậy là sai Cơ hội này nhất định phải nắm bắt nó Ngàn năm khó gặp Trong bài kệ Khai Kinh nói Bắc thiên dạng kiếp nang tao ngộ Lời này là chân thật không hề hư dối Bành tế thanh cư sĩ nói với chúng ta Pháp môn tịnh độ này Vô lượng kiếp đến này Hy hữu khó gặp được ngày này Ta làm sao gặp được Ta gặp được nhưng lỡ bỏ qua cơ hội Như vậy mới thật là đáng tiếc Vì sao? Nếu gặp được Đời này ta sẽ có cơ hội thành Phật A à, duy diệt trí Bồ Tát Tức là thành Phật Chứng đắc vô thượng chánh đẳng chánh giác Nhất định không nên bỏ lỡ qua một lần nữa Câu thứ ba Quốc độ trang nghiêm Là hoàn cảnh quá tốt Quý vị xem Thầy giáo giỏi bạn học tốt Hoàn cảnh tu học tốt Đi đến đâu để tìm Hồng Kông được coi là chỗ có phước báo Nếu không có phước báo Chúng ta làm sao có thể ở đây giảng bộ kinh vô lượng thọ này Có thể ở đây giảng hoa nghiêm Giảng kinh vô lượng thọ Là chỗ này phước báo lớn Rất lớn Xung quanh chỗ này có thiên tài Nhưng chỗ này không có thiên tài Chúng ta phải trân quý Phải siêng năng tu học Nhất định không để nó qua vô ích Đây mới gọi là thật sự minh bạch Thật sự không có lỗi với chính mình Không có lỗi với tổ tâm Không có lỗi với tam bảo Bên dưới vẫn là lời trong chân giải Hữu An là quốc độ Y chánh tam chủng trang nghiêm tam chủng trang nghiêm là ở trước đã nói phật bồ tát quốc độ nhập nhất pháp cú vô lượng thọ cú nhất pháp cú ở đây là gì nhất pháp cú chính là vô lượng thọ tức là câu phật hiểu này cố kinh đề trung tiêu vô lượng thọ đức hiệu tắc pháp tạng nhân địa Nguyện hành dự quả địa Phật Đức Pháp tạng là Phật a Di Đà Pháp danh trước khi xuất gia thành Phật Gọi là Pháp tạng tỳ kheo Ngài khi chưa thành Phật Tu hành phát nguyện Quả thành tựu Là thế giới cực lạc Quá địa là phật đức Cực là chi y chánh chủ bản Y là hoàn cảnh hoàn cảnh quá tốt Chánh báo là bản thân của mỗi người Chủ là thầy giáo Bạn là đồng học Nên thế giới cực lạc Không có tổ chức chính trị Không có quốc dương Không có đại thần Không có tổng thống Cũng không có quan viên Người ở thế giới cực lạc rất đơn thuần chỉ có thầy giáo và học sinh nên quý vị phải biết đây là một trường học phờ khai di đà chọn chỗ này ở đó dạy học ngoài việc tu học ra không làm gì khác Như vậy thế giới cực lạc có tịch mà quá chăng Không hề rớt não nhiệt Phật Áp Di Đà mỗi ngày vì chúng sanh tuyên thuyết diệu Pháp Ta nghe rồi quan hỷ vô lượng Quan hỷ đến đâu Vui đến quên ăn quên ngủ Thật vậy không phải giả đâu Nơi thế giới cực lạc đó không có ăn cơm, cũng không có ngủ. Quên thật sự quý vị nói vui vẻ biết bao nhiêu. thú chỉ trong kinh nói với chúng ta về sinh hoạt của người ở thế giới cực lạc. Mỗi người đều thần thông quảng đại. Tuy thời đến thập phương thế giới đi lại Phật. Đi nghe pháp lại Phật đương nhiên cúng dường Dùng cái gì để cúng dường Dùng một ít hương hoa Trân bảo Từ đầu điểm Từ trên tay biến hiện ra Trên tay có thể sanh ra Vô lượng trân bảo cúng dường Cúng Phật là tu phước ở bên chỗ Phật đó nghe Pháp là tu huệ Phước huệ song tu Nên ở thế giới, giới cực là tu hành thành Phật dễ Rất dễ dàng Và rất nhanh Vì ta ở đó có năng lực tiếp xúc chư Phật như lại Có năng lực này Đều là tùy theo ý niệm của ta Ta muốn gặp mười phương Phật Thập phương Phật lập tức có thể gặp được Vì sao? Vì ta có thể quá thân để đi Thân của mình ở trước Phật A-di-đà như như bất động Đã phân thân đến mười phương thế giới Trước mặt bất cứ vị Phật nào đều có ta Chúng ta ở đó tu cúng dường Ở đó nghe Pháp Pháp môn gì cũng đều nghe được Không chỉ tám dạng bốn ngàn Pháp môn Chúng ta thật sự muốn học Phật để được đến thế giới cực lạc. Nếu ta không đến thế giới cực lạc, thì học Phật nghe Pháp rất cực khổ. Phải dùng thời gian bao lâu? Chúng ta ở trên thế gian này, đời này qua đời khác, đầu thai chuyển ý. Một lần đầu thai ít nhất phải mất mười mấy hai mươi năm. Nhưng còn phải xem nhân duyên Có khi trong một đời gặp được Phật Pháp Như có khi một đời đã bỏ lỡ Không nghe được Phật Pháp khẳng định tạo nghiệp Tạo nghiệp phải thọ quả báo Quý vị nói có phiền phức không? Hôm nay gặp được duyên này Mới biết được duyên này thù thắng biết bao Hai câu ở sau rất quan trọng Toàn bộ kinh chỉ nhiếp vô bất tận Bộ kinh đại thừa vô lượng thọ này Trong đó Những lý luận, những phương pháp Trong mỗi câu danh hiệu đều đầy đủ tất cả Lại nói với quý vị Không những một câu danh hiệu này Đầy đủ toàn bộ tình đầu tông Nó đồng thời đầy đủ toàn bộ Tất cả Pháp Mà Đức Thế Tôn giảng trong suốt 49 năm Tất cả không ngoài câu này Nó còn đầy đủ biến pháp giới hư không giới và tất cả pháp chư phật nói trong quá khứ hiện tại vị lai viên mạng cụ túc người niệm câu a di đà phật này rất đông nhưng người thật sự hiểu được công đức của câu a di đà phật thì không nhiều Chúng tôi ở trên bục giảng. Đặc biệt là giảng bộ kinh vô lượng thọ. Trong lời tựa của lão cư sĩ Mai Quang Nghi giới thiệu rất rõ ràng trong đó có một đoạn nói rằng như vị tổ sư đại đức của thời đại tùy đường thời kỳ đó trong lịch sử gọi là thời đại hoàng kim của phật giáo như vị tổ sư cao tăng thạc đức rất nhiều Đại thừa tiểu thừa có 10 tông phái Đều kiến lập dưới triều đại tùy đường Hàn Quốc, Nhật Bản, Việt Nam Các vùng lân cận đến Trung Quốc du học Sau khi trở về Trở về thành tổ sư của quốc gia họ Đó không phải là người bình thường Đã từng nghiên cứu Cũng hiếu kỳ như chúng ta Chúng ta tìm hiểu kỹ càng Thì kinh điển mà Đức Thế Tôn thuyết Trong 49 năm Đã nói rất nhiều Bộ kinh nào quan trọng nhất Có thể tượng trưng cho một đời thuyết pháp của Thế Tôn Mọi người hầu như đều nhất trí tôn sùng Kim Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Nên địa vị Kinh Hoa Nghiêm trong Phật giáo rất cao Được xưng là vua trong các kim Là căn bản pháp luận Tất cả kim đều là quyến thuộc của Hoa Nghiêm Giống như một cây đại thọ vậy Hoa Nghiêm là thân cây còn tất cả các kim khác là cành lá hoa quả trên cây này hoa nghiêm là căn bản cuối cùng của hoa nghiêm một đời viên mãn thành tựu điều gì là phổ hiền bồ tát hợp đại nguyện dương đạo quy cực lạc Dấu dĩ hoa nghiêm cứu cánh viên mạng Là tại thế giới Tây Phương cực lạ Do đó mọi người sẽ ý thức được Vô lượng thỏa kinh Là phiên dịch sớm nhất Bản dịch rất nhiều người thời đó đều đã từng thấy qua đều đọc qua nên các vị tổ sư đại đức đều khẳng định hoa nghiêm cuối cùng quy vô lượng thọ vô lượng thọ biến thành đệ nhất Chúng ta nghĩ lại Ngày nay Kinh Vô Lượng Thọ có chín bản Bản của Hạ Liên Cư là tốt nhất, hoàn bị nhất Tập hợp năm cuốn và dịch thành Đến chính bản sưu tập của dương long thư và nhầm lẫn trong bản sưu tập của ngụy mặc thâm đều sửa lại đây là một cuốn sách tốt nhất trong cuốn sách này phân thành 48 phẩm Chúng ta cũng giống như các vị tổ sư Đại Đức xưa này Trong 48 phẩm này, phẩm nào quan trọng nhất? Đương nhiên là đệ lục phẩm Phẩm thứ sáu là chính Đức Phật A-di-đà dạy 48 nguyện Là chính Ngài tự thuyết Đức Thế Tôn kể lại cho chúng ta Chứ không phải Đức Thế Tôn thuyết Điều này đương nhiên rất quan trọng Trong 48 nguyện, nguyện nào quan trọng nhất? Chứ vị cổ Đức nói là Nguyện thứ 18 Nên Nhật Bản có phải bổ nguyện niệm Phật Họ chuyên học tập nguyện thứ 18 này 47 nguyện còn lại Họ không học Họ chỉ cần nguyện thứ 18 Như vậy có thể thành tựu chăng Có vấn đề Tại sao Mỗi nguyện trong 48 nguyện Đều viên mãn bao hàm 47 nguyện khác 48 nguyện là một nguyện Chúng ta không thể có thiếu sót Phái này của Nhật Bản Lợi dụng điểm tốt Nên nó không viên mạng Nguyện thứ 19 Phát Bồ Đề Tâm Nguyện thứ 18 Lâm mạng trung thời Thập niệm tất sanh Hai nguyện này rất quan trọng Nguyện 19 và 18 không thể phân Vì kinh văn trong kinh vô lượng thọ Rõ ràng minh bạch nói với chúng ta Quý vị xem trong kinh này Ta bối giảng sanh Giảng sanh chánh nhân Quý vị xem đã rõ ràng rồi Bất luận là thượng bối, trung bối, hạ bối Hoặc là tu học các pháp môn khác khi sắp mạng chung Đem công đức mà mình tu học Hồi hướng cầu sanh tịnh độ Tất cả đều được Pháp môn này không nói là Anh nhất định phải tu tịnh độ Anh tu các pháp môn khác Không thể giảng sanh như vậy Chỉ cần phát bồ đề tâm Nhất hướng chuyên niệm Nhất hướng chuyên niệm này Lâm chung thập cũ cũng là nhất hướng chuyên niệm Đây là các tổ sư Đại Đức ngày xưa Vì chúng ta mà nói Như vậy chúng ta đã hiểu rõ Biến pháp giới hư không giới Mười phương ba đời Tất cả chư Phật Bồ Tát tu hành Chỉ một câu A-di-đà Phật này Triển khai câu A-di-đà Phật này Chính là 48 nguyện Triển khai 48 nguyện Chính là toàn bộ kinh vô lượng thọ Và triển khai rộng toàn bộ kinh vô lượng thọ Chính là kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Là trình bày cặn kẽ cả tỉ mỉ của kinh vô lượng thọ Nên Bành Tế Thanh Cư Sĩ nói Kinh vô lượng thọ chính là Trung Bộ Hoa Nghiêm a à, di đà Phật chính là Tiểu Bộ Hoa Nghiêm Nói như vậy rất có lý Triển khai rộng kinh Hoa Nghiêm Chính là Đại Tạng Kinh mà hiện nay nói Và tiếp tục triển khai 49 năm thuyết pháp của Thế Tôn Chính là tất cả kinh điển Mà mười phương ba đời tất cả chư Phật nói Một câu A-di-đà Phật là tổng cương lạnh khi chư vị tổ sư chưa phân tích như vậy chúng ta không biết phân tích như vậy mới phát hiện được a di đà phật là bảo trong các thứ bảo là vô thượng pháp bảo là sao là tự tánh a di đà phật của chính mình Học Phật không có gì khác Mà là trở về với tự tánh Chúng ta thật sự đã học hiểu Đại thừa giáo thường nói Sẽ như thế nào Ý của lời này sâu sắc vô cùng Biết rồi Nếu thật sự đã biết thì hiện tại ta đang sống trong a di đà nói cách khác hiện tại ta đang sống trong thế giới cực lạc thế giới cực lạc ở đâu ở ngay tại đây chúng ta đã chuyển cảnh trước mắt thành cảnh cực lạc cũng chính là tuy ta ở trên địa cầu còn chưa đi đến thế giới cực lạc dù ta ở trên địa cầu này nhưng tâm tình giống như đang ở thế giới cực lạc vậy thật giống nhau sao thật giống nhau vì sao vì ta đã không còn vọng tưởng phân biệt chấp trước hay nói cách khác, lục căn của ta đã ở trong cảnh giới lục trần, không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước. Như vậy ta với thế giới cực lạc có gì phân biệt giống nhau? Vừa khởi tâm động niệm là không giống nhau nữa. Giờ phân biệt chấp trước thì sai biệt càng lớn. Chư Phật Như Lai, pháp thân Bồ Tát bất luận ứng hóa ở đâu họ tuyệt đối không khởi tâm đồng niệm, khởi tâm đồng niệm còn không có, làm gì có phân biệt chấp trước. họ ở thế giới nào nhất chân pháp giới, cảnh giới của họ là gì? cảnh giới của họ là thường tịch quan thật sự thâm nhập pháp môn bất nhị. Đây Nhưng hoàn toàn là sự thật Cũng là những gì Trung đại, đại thừa Trung Quốc nói Đại triệt đại, đại ngộ Minh tâm kiên tâm Như lục tổ quệ năng của Trung Thiền Tông Sau khi khai ngộ Ngài trú trong cảnh giới này mà phạm phu chúng ta không biết Chúng ta có nhìn cũng không nhận ra Nhưng nếu nhìn tỉ mỉ Cũng có thể nhìn ra một việc là Nhìn họ rất tự tại Ta có thể nhìn thấy họ thanh tịnh, bình đẳng, từ bi Chúng ta tỉ mỉ quan sát Tất cả Pháp trong thế xuất thế gian Họ đều không để trong tâm Tâm họ hoàn toàn thanh tịnh Không nhiễm chút trần Tâm và thường tịch quan tương ưng Sinh hoạt hành vi với tất cả chúng sanh Hòa quan đồng trần Chúng ta nhìn không thấy Dấu tích đều không nhìn thấy Miễn cười với tất cả mọi người Thật sự làm được như hòa chất trực Như vậy là đã nhập vào cảnh giới Không nhập vào cảnh giới Vì họ có chấp trước, có phân biệt Họ có phiền não tập kỹ Cũng chính là có tham sân si mạng Vô lượng thọ chúng ta chỉ học đến đây Ở dưới trang nghiêm có một điều Trang nghiêm giả Tham quyền kỹ Trang nghiêm hữu nhị nghĩa Nhất thị cụ đức nghĩa Nhị giao sức nghĩa Trang nghiêm là mỹ hảo Mỹ hảo có hai nghĩa Thứ nhất là đức cụ đức trong tự tánh vốn đủ đức tướng nghĩa thứ hai giao sức giao là giao hộ sức là trang sức đây là dùng ý nghĩa của thế gian để giải thích chúng ta có tụ hội tốt lành như người thế gian làm hỷ sự làm chúc thọ nhất định có nơi chốn trang nghiêm bây giờ gọi là lễ đường lễ đường cần phải trang hoàng bố trí Đây là ý nghĩa của giao sức Nên trong Kinh Di Đà nói Khi sì Phật quốc độ thành tựu như thị công đức trang nghiêm Câu này trong Kinh Di Đà Hầu như trong mỗi đoạn đều có nhìn thấy chỗ dạy học của thế giới cực lạc vô cùng trang nghiêm trang nghiêm này không phải do con người thiết kế người thiết kế không có tốt đẹp như vậy là tự nhiên vì sao như vậy nó là tự tánh biến hiện tự tánh chính là tốt đẹp như vậy bất luận biến ra sao biến có nhiều hơn nữa thì vẫn đẹp đẽ như nhau nếu quý vị không tin giống như ống dạng hoa này trong này chỉ vài miếng nhỏ màu sắc không giống nhau bỏ vào trong đó Ba mảnh lưu ly Nếu bạn xoay chuyển Bất luận chuyển ra sao Thì đồ án ở trong đó đều có quy củ Tuyệt đối không lộn đạo Ông giảng qua này cũng có tánh đức Chẳng lẽ tự tánh của chúng ta không bằng ống giảng qua Tôi nói với quý vị Con người chúng ta Con người là ai tạo Tại sao trong đó khí quản là nhiều như vậy Nó hoàn toàn không sai lạc, mỗi cái đều có công năng của nó, nó là một bộ cơ khí không phải nhân tạo. Đây là tự tánh. Thân người của chúng ta tự nhiên khi tạo nó hoàn bị như vậy, một chút khuyết điểm cũng không có. Thế giới Tây phương cực lạc y chánh trang toàn là do tự tánh biến ra chúng ta không nên hoài nghi, không nên suy nghĩ lung tung, vì chúng ta không thể nghĩ ra. Chúng ta nghĩ là gì? Toàn là dòng niệm. Dòng niệm làm sao có thể nghĩ ra được chân thật? Làm sao biết được chân thật? Buông bỏ dòng niệm, chân thật sẽ hiện tiền. Chân thật không phải không thể biết? Có thể biết. Chúng ta tùy biết, nhưng cũng nói không được việc này chỉ có người chứng mới biết được người xưa có một ví dụ như người uống nước nóng lạnh tự biết nước này là nóng hay lạnh nói với quý vị như thế nào đều không rõ nói không ra nhưng uống một hớp thì sẽ rõ ta uống một hớp cũng nói không ra bây giờ chúng ta nói nhiệt độ là bao nhiêu có thể tin tưởng chăng không tin tưởng được vì sao mỗi người cảm nhận không giống nhau có người ăn rất nóng nhưng anh ta cảm thấy ngon rất thích hợp với anh ta có người cho rằng quá nóng có người cho là vừa tốt mỗi người không giống nhau không có tiêu chuẩn Nên các vị tông môn Đại Đức nói câu này rất hay Lạnh nóng tự biết Chính ta tự hiểu Giảng sanh luận xưng cực lạc tam chủng trang nghiêm Ở trước đã nói qua là Phật Bồ Tát quốc độ Xế luận tác hữu nhị thập cửu chủng trang nghiêm Có 29 loại này trong nguyên văn giảng sanh luận Hai mươi chín loại đó chính là Ba loại này triển khai ra Quy nạp lại là ba loại này văn phồn bất dẫn Xem giảng sanh luận sẽ biết Chim bổn kinh viết Nhất hướng chuyên chỉ trang nghiêm diệu độ Câu này nói phật a di đà tại đây tu hành ngài xác thực nhất tâm nhất ý nhất hướng là một phương hướng một mục tiêu kiến tạo thế giới cực lạc cũng chính là kiến tạo chỗ tu học này Vì sao kiến tạo Giúp chúng sanh Có duyên sớm thành Phật Sớm ngày thành tựu Đây là phát vô thượng Bồ Đề Tâm Giúp người có duyên trong biển Pháp giới hư không giới Như thế nào là người có duyên có thể tin có thể hiểu Có thể phát nguyện Có thể hành Như vậy là có duyên với Phật A-di-đà Ở trong một đời Thời gian dài ngắn là do mỗi người A-di-đà Phật nhất định kiếp dẫn họ Nhất định quan nên họ Một người cũng không xó so. Có người sơ học hoài nghi Trước đây khi tôi ở Đài Trung học với Thầy Lý Có người bạn học hoài nghi Người trong mười phương thế giới rất nhiều Phật A di đà có thể nắm bắt hết sao Lỡ ngày quên tôi thì biết làm sao Quý vị nói Phật A Di Đà có quên không? Bây giờ chúng ta biết sẽ không quên. Vì sao? Ý niệm chúng ta vừa nhất động ở đây giống như điện đài vậy, luồng điện phát xạ qua là chúng ta nhận được liền. Thì làm sao mà nhầm lẫn được? Cũng như di tính vậy. Trong hoàng nguyên quán chúng ta nhìn thấy Đó là thật không phải giả Ý niệm của tâm chúng ta còn vật chất của chúng ta vật chất là cơ thể này của chúng ta cơ thể này của ta cũng có dao động tế bào của cơ thể này mỗi tế bào nó đều đang đồng dao động này với ý niệm của chúng ta là nhất trí ý niệm của chúng ta nhất tâm chuyên chủ thế giới cực là tế bào toàn thân đều chuyên chủ mỗi tế bào tế bào còn nói rất lớn Bây giờ giới khoa học nói gì Tiểu quan tử chính là lượng tử Trong Phật Pháp gọi là di trần Mỗi hạt di trần Bồ Tát Di Lạc nói rất rõ ràng Niệm niệm thành hình Hình ở đây là di trần Hình dài hữu thức Trong mỗi hạt di trần Đều có thọ tưởng hành thức nên khi những thứ này dao động thì con người chúng ta cơ khí rất lớn. Một ý niệm của chúng ta dao động thì tất cả cùng dao động đều tập trung hướng đến một mục tiêu, một phương hướng. Sức mạnh này rất lớn, Phật A Di Đà có thể nhận được. Năng lượng của ngài không thể nghĩ bàn. Năng lượng của ngài là tự tánh viên mãn phát huy. Năng lượng của chúng ta có thể nói 99.9% Bị tập khí phiền não làm chứa ngại Nên nó không phát ra được Khi chúng ta thật sự có thể khởi tác dụng Với chư Phật Bồ Tát Năng lượng này rất ít Nhưng năng lượng chư Phật rất lớn Nên năng lượng chúng ta lập tức chu biến Pháp giới các ngài sẽ nhận được. Đây chính là cảm ứng. Chúng sanh có cảm, các ngài lập tức có ứng. Chúng ta mỗi tiếng đều niệm A Di Đà Phật thì mỗi tiếng đều có cảm ứng, nên nhất niệm tương ưng nhất niệm Phật, niệm niệm tương ưng niệm, niệm niệm Phật. Vì sao chúng ta không nhận được sự cảm ứng của Phật A Di Đà? Có hồi ứng Thân thể của chúng ta là cơ quan phát xạ Cũng là cơ quan tiếp nhận Chúng ta có tiếp nhận được chăng? Có Nhưng vì sao không có cảm giác? Vì viên não tập khí quá nặng Nếu tâm chúng ta chân thành, thanh tịnh, bình đẳng Phật A-di-đà cảm ứng Chúng ta sẽ nhận được Cảm ứng đạo giao không thể nghĩ bàn Khi nào ta mạng chung Ngài đều biết và đến lúc đó Ngài sẽ xuất hiện Chúng ta sẽ nhìn thấy Ngài đến tiếp dẫn chúng ta Chứng minh trong kinh nói về Ngài là thật không phải giả Ngài không gạt chúng ta Ngài nói người niệm Phật trong mười phương Khi sắp mạng chung Thật sự nhớ Ngài Cầu nguyện giảng sanh thế giới cực lạc Ngài đều tiếp dẫn Tiếp dẫn của Ngài là quá thân Quá thân đó Vô lượng vô biên Vô tận vô số Nên trong mười phương thế giới Một người cũng không xó Di tính máy tính Nếu so với Phật A-di-đà thì kém xa Không cách nào để so sánh Bây giờ mọi người đối với di tính đều thừa nhận Đều tin tưởng Vậy tại sao không thừa nhận tánh đức của tự tánh Nên không thể hoài nghi Thật sự hoài nghi Hoài nghi Ngài làm hay Như đánh cược vậy Tôi làm như vậy xem có được không Nếu giảng sanh tôi có lợi Còn không thể giảng sanh thì thôi vậy Thái độ đó Phật cũng sẽ đến tiếp dẫn Họ cũng được giảng sanh Nhưng sanh về biên địa Nên thế giới cực là cũng có biên địa Biên địa là gì Chính là thái độ này đi giảng sanh họ vẫn được giáng sanh. Nhưng họ phải ở biên địa 500 năm. 500 năm là 500 năm của cõi dân gian chúng ta. Nhân gian 500 năm ở thế giới cực lạc chỉ mấy ngày. Đây là nói chúng ta và họ có khác biệt về thời gian. Nên họ đã bỏ lỡ thời gian như vậy, 500 năm họ không thể thấy Phật. Nhưng họ ở trong biên địa có thể nghe được Phật Pháp Cũng rất hạnh phúc Như giả dạ ma thiên vậy Giống niềm vui của chư thiên Chỉ là không thể đi đến gặp Phật Do đây mà biết Hạ hạ phẩm giảng sanh Đến thế giới cực lạc đều thấy Phật Nếu chúng ta hiểu đạo lý này Thì cần phải học Phật A-di-đà Làm sao học Ngài Nhất hướng chuyên chỉ trang nghiêm diệu độ Ngay lúc này đây phải chuyên chú, Phải nhất tâm Không nên nghĩ gì khác Tưởng A-di-đà Phật Niệm A-di-đà Phật Đây chính là thế giới Tây Phương trang nghiêm cực lạc chúng ta dùng danh hiệu Phật A Di Đà trong danh hiệu bao hàm trí tuệ công đức vô lượng trí tuệ công đức này là thế giới trang nghiêm cực lạc cũng chính là loại thế giới cực lạc chủng chủng trang nghiêm có tôi một phần ở trong đó điều này rất quan trọng Chúng ta trang nghiêm đạo tràng này Tương lai chính chúng ta đi đị đến đó Ở thế gian này chúng ta phải buông bỏ tất cả Và kết duyên với thế giới đó Ở thế gian này và trang nghiêm thế gian này Nhưng chúng ta chỉ trang nghiêm để người thế gian này thọ dụng Chúng ta không thọ dụng Giống như Đức Thế Tôn vậy Cúng dường đại chúng Chúng ta trang nghiêm thế giới Tây Phương cực lạc Thì ở đó chúng ta có thọ dụng Chúng ta niệm một tiếng Phật hiệu Giống như dán lên một miếng vàng thiếp Ở thế giới Tây Phương cực lạc Còn niệm hai tiếng thì dán lên hai miếng vàng thiếp Giống như dán vàng vậy Hơn sự hiểu rõ ràng minh bạch quý vị sẽ làm thực sự trang nghiêm chúng hành hành là hành vi trong sinh hoạt hàng ngày của chúng ta hành vi trong sinh hoạt hàng ngày đều xưng táng như thế nào mới không xưng tán ta dùng tâm vọng tưởng phân biệt chấp trước là không xưng tán chúng ta làm việc đối nhân sự thế tiếp vật trong cuộc sống hàng ngày chỉ cần thật sự có thể làm được không phân biệt không chấp trước không khởi tâm không đồng niệm là xưng tánh có thể làm được không phân biệt không chấp trước sẽ xưng tánh không khởi tâm không đồng niệm Là hoàn toàn xưng tánh Gọi là tánh viên mạng Điều này chúng ta không dễ dàng làm được Chúng ta có thể làm một nửa Một nửa này chính là không phân biệt Không chấp trước Khi ở cùng mọi người một nơi Không nên thường nghĩ đến cá nhân vì có bản ngã thì có phân biệt chấp trước chúng ta sẽ bị phiền não xoay chuyển sống chung với mọi người phải học điều gì vô ngã tôi với họ là nhất thể tôi với chúng sanh là nhất thể Tôi với cây cỏ hoa lá Sơn hạ đại địa là nhất thể Không có phân biệt Như vậy rất tốt Và lâu ngày sẽ quên bản ngã Đã phá ngã chấp Ngã chấp phá liền sanh thế giới Tây phương cực lạc Không phải ở cõi đồng cư Mà sanh lên cõi phương tiện hữu dư đã nâng lên rất cao Còn không khởi tâm không động niệm Thì sanh vào quảy thật báo trang Định thế giới cực lạc là thành Phật Hoàn toàn tương ưng với Phật a di Đà. Nên những việc này nó hiện tiền trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta Đối, <laughs> Đối nhân sự thể tiếp vật đều có thể học tập Vấn đề là ta phải biết trang nghiêm chúng hành Hữu Phật dĩ thành tựu trang nghiêm Phật độ thanh tịnh chi hành Đây là Phật nói ở trong kinh Trang nghiêm Có thể trang nghiêm Là bồ đề tâm Thật phát tâm Chính là Tâm chân thành Tâm thanh tịnh Tâm bình đẳng Tâm chánh giác Tâm từ bi Khi nào khởi tác dụng Khởi tác dụng trong sinh hoạt hàng ngày Mặc áo ăn cơm khởi tác dụng Ở nhà làm việc nhà khởi tác dụng Quét nhà lau bàn khởi tác dụng Trên à, công việc công gì cũng khởi tác dụng Đối nhân sự thế tiếp vật Không có cái nào là không khởi tác dụng Tâm chân thành không phải hư ngụy Tâm thanh tịnh không nhiễm ô Tâm bình đẳng không cống cao ngã mạn Tâm chánh giá không mê hoặc Tâm từ bi chính là lòng yêu thương không có tự tư tự lợi tất cả đều dùng hết đây là có thể trang nghiêm chúng ta dùng tâm niệm này câu phật hiệu này niệm ở đây chúng ta thật sự đã trang nghiêm hoàn cảnh trước mắt cũng trang nghiêm thế giới Tây Phương cực lạ Cực là quốc độ như thị công đức trang nghiêm bất khả tư nghị Trong thập phương thế giới mỗi ngày có bao nhiêu chúng sanh Giảng sanh vào thế giới cực lạc Chúng ta phải buông bỏ tất cả tham sân si mà nghi Nhất tâm chuyên chú Đối với thế giới tây phương cực lạc nhất định không hoài nghi Không nên dòng tưởng Mỗi ngày có bao nhiêu người đi đến thập phương thế giới, cực lạc thế giới Quá nhiều, đếm không hết Như vậy thế giới cực lạc có phải là quá tải rồi chăng? Ta cứ tưởng giống như địa cầu của chúng ta vậy Hiện tại là 670.000 ức người Quá nhiều không thể tưởng tượng được Tương lai 700.000 ức quá ghê gớm phải không Nếu ta cứ dùng thái độ này để hoài nghi Thì ta không thể đến đó được Tại sao Chúng ta nhất định phải hiểu Mới có thể đoạn nghi sanh tình Thế giới cực lạc là cõi pháp tánh Còn thế giới của chúng ta là cõi pháp Tư Thể chất không giống nhau Pháp tướng có hạn Nhưng pháp tánh vô hạn Pháp tướng có lớn nhỏ Pháp tánh không có lớn nhỏ Trong Kinh Hoa Nghiêm nói rất rõ ràng Trong Kinh này cổ giảng rất rõ ràng Phải hiểu rõ đạo lý này Mới có thể đoạn trừ được nghi vấn Nếu không cứ suy nghĩ lung tung Nghĩ rằng thế giới cực lạc Cũng như chúng ta ở đây Thì khuyết điểm lại đến Hoàn toàn không giống nhau Tánh đức không thể nghĩ bạn Hữu Bỉ cực lạc giới Vô lượng công đức Cụ túc trang nghiêm Như thượng sở dẫn Chánh hiển kinh đề trung trang nghiêm chi nghĩa cái pháp tạng nhất hướng chuyên chỉ trang nghiêm diệu độ Hết giờ rồi Chỗ này ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục học Chúng ta hôm nay học đến đây Nam Mô A Di Đà Phật Nguyện đem công đức này Hồi hướng bốn ân và ba cõi Nguyện khắp pháp giới các chúng sanh Đồng sanh cực lạc thành Phật Đạo Chúng Phật tử đạo tràng tình độ Nam mô A Di Đà Phật.